mưa nữa hả? Mưa nữa rồi cô chú. Trời ơi. Chủ Thanh có cái việc vừa tới gì? Có cái viện thẩm mỹ. Đâu? Kế bên á, khách ra vô liên tục. Chân dài không? Không, trong hẻm này nè. Trong hẻm đúng không? Dạ, chứ không phải là viện thẩm mỹ, trong hẻm. Trong hẻm chứ không phải trong viện thẩm mỹ à? Dạ. Có ông Thanh là ông khu trường riêng là ông vừa nhìn vừa hú. Bởi vậy rồi đó, ông có lựa mặt bằng đây nè. Thử miếng nha anh trai. Trúc lựa mặt bằng ở chỗ nào mà nó đừng có nhạc nghe Trúc. Lựa mặt bằng mà chỗ nào mà thấy nhạc là rồi nha. Chỗ nào ta? Hả? Đi vào mấy khúc nào? Mở nhạc lên đùng đùng là thôi á, là cô chú khỏi xem clip nữa luôn. Lái xem clip nữa đó. Khó ta. Bởi vì dính nhạc đó là không có quay được cô chú anh chị. Bạn em chịu thua. Giơ tay đầu hàng. Em quên mất cái chuyện đó á. Quên mất cái chuyện nhạc á. Bởi vì nhiều lúc đưa hình ảnh thêm vui sầu riêng liên tục này, nhưng mà có nhạc là bó tay trong chỉnh quản nhé. Dạ. Kia nè anh. Đúng rồi, quên mất tiêu cái vụ đó nên là không quên lựa chọn cái vụ nhạc á. Không quên á. Anh không nhắc mà lựa chưa, là viết lại chưa? Chưa, đi lựa khúc đó rồi nhưng mà khúc đó hơi bị ồn á. Khúc đó hơi bị ồn ở đâu mà hơi bị ồn hả? Trời, nhưng mà mở nhạc bự không? Trời, em thấy quá là thì nhạc á hả? Đùng đùng luôn á hả? Thấy đông á. Rồi, chia tay hoàng hôn luôn. Có gì để lựa lại. Chia tay hoàng hôn. Chưa có, tôi có dỗ. Em mới cứ kìa thôi. Tôi còn mấy trái miền tay à chị gái. Chị gì anh rồi, hỏi chị nè. Qua rồi anh, qua rồi. Qua rồi. Dạ. Cảm ơn nhé. Dạ. Mưa Sài Gòn mưa nữa. Trời ơi buồn quá trời, mưa thấy buồn quá trời quá đất. Qua mưa ngập lút. Cầu bưng mà gió nó phất mình mà có mưa đó nó đẩy mình ven luôn á chứ. Hôm qua mưa một chập đầu. Rồi tạnh mưa rồi đi về mà mưa chập sau còn lớn hơn. Qua mưa dữ rồi. Đó làm gì đó. Đủ rồi. Có không? Như thiếu nữ 18 rồi. À. Như cô gái Bến Tre hả? Như cô gái Bến Tre mà sao giống không? Hả? Chứ sao rồi? Về cô gái Bến Tre quá tí. Cô gái Bến Tre mà bán sầu riêng. Về cô gái Bến Tre. Cô gái Bến Tre bán sầu riêng. Cô gái quê chứ. Đúng không chị gái? Thôi cũng chưa.
thêm nữa rồi, bao nhiêu không đủ đâu. Ai bạn ăn sao đủ? Mưa quá trời này. Bão luôn á chứ không phải là mưa nữa. Dạ, nè cô chú anh chị và các bạn. Mỗi lần mưa là thấy buồn á. À. Ôi bà con đi xem phim về hả? Quay cái này lại xíu. Hả? Dạ mưa quá trời mưa luôn. Mỗi lần Sài Gòn mưa là buồn lắm. Ướt mềm mất mềm hết trời. Sầu riêng luôn nè. Tưởng cách chưa mua sầu riêng chứ. Mưa lắm, mưa tầm mưa đã luôn. Mưa. Cái này là gọi là mưa quanh lối về nè cô chú anh chị và các bạn. Mưa quanh lối về. Vô trong ngồi nè em ạ. Sẵn mưa rồi chị đi. Ghế trong đó, trong có ghế đó. Ờ trong này có ghế rồi, lấy ghế cho mấy bạn ngồi. À kìa chỉ sầu riêng kìa. Quay cảnh trời mưa. Trời mưa biết làm gì à, sướng không cô chú? Chúc. Trời mưa này biết làm gì à, sướng không? Nhậu. Về nấu lẩu ăn. Về nấu lẩu ăn. Mình thôi nghỉ ăn đi. Hả? Nấu lẩu thì chị kêu ông Thanh mình. Nấu lẩu bây giờ chị kêu nấu lẩu nè. Nấu lẩu cho nó kêu ông Thanh nấu lẩu. Hai vợ chồng nhậu. Hả? Chút đây uống được nghe hôm bữa nghe bạn tiết lộ là bạn uống được cái chứ. Trời ai đồ quán vậy? Ai đồ mà dữ dội vậy? Uống đường cái chứ. Nghe uống đường cái mà. Bữa Thanh nói với ai? Anh kêu chứ cơ. Anh kêu là vợ em không uống chứ vợ em uống là uống cả cái luôn. Trời ơi, đâu được chứ. Uống cái gì? Uống hai cái.
Vì vì cái vụ uống cái mà em bị dính. Đâu có cái gì có kìa. Hả? Giờ có mưa này nữa là em cũng về không được. Mưa là em cũng đứng phải đứng đục mưa thôi. Mỗi lần trời mưa cực khổ, mưa to ghê luôn á. Mỗi lần trời mưa rất là cực khổ luôn.